Tập 19. Báo cáo. Vào đi. Thủ trưởng, thật không dễ dàng gì. Điền được danh sách nữ binh rồi. Sao mới có 3 người? Lần này tuyển quân lữ đoàn sân báo không có danh sách nữ binh. Bây giờ đột nhiên lại cần nữ binh, phải điều chuyển từ đơn vị khác sang. Lúc đầu một người từ tổng trạm thông tin, nhưng mà nữ binh này cho vào làm công việc của lữ đoàn sơn báo. Tôi đã nghĩ cách tìm thêm 2 người nữa, lấy từ tổng diện một người, từ học viện chỉ huy một người. Khó khăn lắm mới tìm được 3 người. Được rồi, 3 người thì 3 người. Thông báo cho bọn Hàn bằng lập tức làm bài thi. Nếu không nữ binh bớt đi được chất giả, hiệu quả bất ngờ đấy. Sang năm thiết lập điều chỉnh lại, lại tăng thêm nữ binh và nữ quan nhân. Suy tính lâu dài cho đội Lam quân chuyên nghiệp quá, tỷ lệ nữ binh phải tăng thêm nhiều hơn nữa. Đưa cái này cho tư lệnh viên và chính ủy đi. Dân. Báo cáo. Vào đi. Thủ trưởng, tìm chúng tôi. Học nghị đến lữ đoàn sơn báo thế nào? Rất tốt. Ngồi đi. Gọi 2 người đến đây chủ yếu là muốn nói vài chuyện. Một, sau khi Hồng Nghị chuyển đến lữ đoàn sơn báo, phải phát huy và sử dụng đến sở trường mà cậu được huấn luyện trong quân đặc chủng. Tôi đang xem xét là một đội Lam quân chuyên nghiệp hóa lục quân. Phương hướng phát triển của nó sẽ trở thành lực lượng tác chiến mới của lục địa. Sử dụng quân đặc chủng và tác chiến đặc chủng cần phải có đặc điểm và đặc sắc của đội Lam quân chuyên nghiệp hóa. Nếu tương đồng hoàn toàn với những quân đặc chủng khác thì ý nghĩa của việc này đã không còn lớn. Tôi hiểu. Doanh trưởng Địch Long, cậu học chuyên ngành chỉ huy liên hợp. Trọng điểm của bước tiếp theo chính là suy xét làm ra đại cương huấn luyện mô hình hóa đội Lam quân chuyên nghiệp hóa. Dân. Điểm thứ hai, biên chế biên trình của đội Lam quân chuyên nghiệp hóa không thể lớn như lữ đoàn lục quân thông thường, cũng không cần thiết phải như vậy. Chúng ta nhất định phải ít như chất lượng, nên phải phát huy được tác dụng lấy một làm 10. Tổ hợp khoa học trong từng binh chủng của lữ đoàn sơn báo là vô cùng quan trọng. Tác chiến đặc chủng không chỉ có quân đặc chủng tác chiến, mà là tác chiến hợp thành một cách tinh tế, quy mô nhỏ. Hình thức này cũng sẽ trở thành trạng thái thường xuyên của đội quân chuyên nghiệp hóa. Lữ Phó Hồng đã lập ra một đại cương huấn luyện chiến đấu đặc biệt mới, kết hợp tất cả chiến đấu đặc biệt, tin tức tình báo, cơ bộ, công hóa và hàng không trên đất liền. Như vậy rất tốt. Chúng tôi cũng tính đến mấy chuyên môn kết hợp với nhau, chắc chắn sẽ có vấn đề và mâu thuẫn trong khi huấn luyện. Có vài người có thể sẽ không thích ứng, nhưng chuyện đó rất là bình thường. Huấn luyện chuyên nghiệp của binh chủng ta trước đây, ai luyện tập người đấy, sự tinh thông chuyên nghiệp luôn cách biệt rất lớn. Người lái xe không biết nhắm bắn, người bắn súng không biết thông tin. Như vậy, nếu đánh trận thật, có người bị thương hoặc hy sinh, người còn sống sẽ rất khó chống đỡ tiếp. Một chuyên môn nhiều năng lực, nhiều chuyên môn nhiều năng lực, nhất định phải được đề xướng mạnh mẽ. Nói hay lắm, hôm nay gọi hai cậu đến đây là để cùng nhau nghiên cứu vấn đề của phương diện này. Tôi thấy có thể thí điểm trước trong doanh trại cơ bộ của Địch Long và đại đội chiến đấu đặc biệt. Thành thạo rồi mới mở rộng toàn lữ đoàn. Lữ Phó Hồng phụ trách lãnh đạo thực hiện. Doanh trưởng Địch Long, cậu phụ trách thực hiện cụ thể. Một tháng sau tôi kiểm tra. Dân. Lữ Phó Hồng, cậu xem cái này đi. Còn cho lữ đoàn sơn báo các cậu quân số 3 nữ binh. Thật à? Chỉ là hơi ít. Có thể huấn luyện được 3 người này đã là tốt rồi. Tuyển vào trước đã, rồi tính sau. Thử việc 3 tháng không được thì điều chỉnh ra. Sau này mỗi binh chủng của lữ đoàn sơn báo đều cần nữ binh. Họ đại học những chuyên ngành gì vẫn chưa rõ. Tuyển vào rồi hãy tính. Bây giờ tuyển quân trong quân đội khác trước nhiều. Yêu cầu tố chất văn hóa rất cao. Phương hướng là tuyển những người tốt nghiệp đại học. Nhưng nhân tài chúng ta nhắm đến, người ta lại không muốn đến. Người đồng ý đến, chúng ta lại chưa chắc đã cần. Vì vậy làm tốt công tác tuyên truyền về phương diện này là vô cùng quan trọng. Phó tham mưu trưởng Chữ. Các chiến sĩ huấn luyện hàng ngày. Người đó.
Đối với lữ đoàn 909, huấn luyện không quên thất bại, dũng cảm cố gắng phấn đấu, đánh bại lữ đoàn Sơn Báo không phải là chuyện không thể. Bây giờ Ngụy Dũng Kiến làm đại đội trưởng đại đội đặc chiến rồi, là phó đại đội trưởng, đại đội trưởng vẫn chưa có người phù hợp. Lão Hồng đi thật quá đáng tiếc, làm việc trong lữ đoàn chưa từng có cảm giác mạnh mẽ đến vậy. Vào trong quân đoàn rồi mới biết các đơn vị đang cần, đang tranh nhau nhân tài. Tôi cũng đang tìm người khắp nơi, đã đi khắp các học viện quân sự. Anh nhìn thấy một hạt giống tốt, mấy chục đơn vị là đang nhắm vào nó. Thế nào gọi là chiến lược nhân tài? Chính là phải dùng con mắt chiến lược nhìn nhận việc bồi dưỡng nhân tài, sử dụng nhân tài. Đã có quy định trong lữ đoàn rồi, chuẩn bị trong vòng 3 năm ít nhất đào tạo ra 2 đến 3 người chỉ huy viên tổ hợp phức tạp như Hồng Nghị. Nói đến Hồng Nghị, tôi không thể không nói thêm vài câu. Hồng Nghị là người không nên đi. Bây giờ tốt hơn trước nhiều rồi, làm lữ phó lữ đoàn Sơn Báo, đến thủ trưởng chiến khu lục quân cũng phải nể anh ta vài phần. Lần trước họp ở chiến khu lục quân, tư lệnh viên đã nói với tôi, lữ đoàn 909 các cậu đã tặng lục quân chiến khu một cán bộ tốt, phải đào tạo nhiều hơn những cán bộ như vậy. Nói thì nói, chứ chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Vì vậy tôi mới nhắc nhở các anh, các cán bộ tốt, nhân tài tinh anh, có năng lực, có suy nghĩ đều phải được bảo vệ tốt. Còn không giữ được người nữa thì đó chính là trách nhiệm của lãnh đạo lữ đoàn các anh. Mất đi nhân tài còn đáng sợ hơn việc thiếu nhân tài rất nhiều. Tham mưu trưởng Chữ, anh vừa nói gì? Tôi nói thiếu nhân tài không đáng sợ, chúng ta có thể đào tạo chiêu mộ, đưa ra chút ưu đãi là có thể giải quyết. Nếu mà nhân tài từ đây mất đi, tác dụng phụ mà nó mang lại rất ghê gớm. Cái gì này của các anh lập tức mang tiếng, không coi trọng, không quý trọng người tài. Phòng cán bộ có cán bộ tốt cũng sẽ không phân xuống đây cho các anh. Tham mưu trưởng Chữ, anh nói Hồng Nghị đi rồi đó, có thể có ảnh hưởng xấu đến chúng ta không? Giờ thì chưa có, nhưng đây là bài học, một bài học sâu sắc. Tham mưu trưởng Chữ, gần đây không nghe được tin tức của lữ đoàn 808. Trên báo lục quân không thấy có bài nào. Anh nói có kỳ lạ không? Chẳng lẽ bị cắt biên chế rồi? Không thể nào bị cắt biên chế, nhưng luôn hành quân lặng lẽ, gục ngã hoàn toàn không gượng dậy là có thật. Bên chỗ anh trai tôi, từ sau lần trì hoãn tuyên bố nhận chức lên chính sư trước đây, đã không còn nhận được điện thoại của anh ấy. Anh ấy tâm trạng uất ức là có thật đấy. Sở chỉ huy của quân địch ở đây 3 tầng, sơ đồ thiết kế ban đầu. Lữ trưởng, trong tòa nhà này nhiều hộ dân cư đang sống, trước khi chuyển vào ở đều có sửa chữa thay đổi thiết kế ban đầu. Không chắc chắn chính xác, không sao. Những bức tường nặng không động vào được, kết cấu căn bản vẫn còn là được. Mục đích chúng ta là đạn phá để xuyên vào trong, phá hủy chỉ huy của chúng. Vâng. Lữ trưởng, đã chuẩn bị xong sơ đồ kết cấu kiến trúc 3 tầng của tòa nhà. Tốt. Điểm công kích đặt ở đây, lập tức gửi cho xa trưởng. Không được quay.
Ở đây không cho phép phỏng vấn quay phim, mời các anh đi cho. Chúng tôi là trạm phóng viên đóng ở chiến khu lục quân, đến đây để phỏng vấn đặc biệt Lữ Trưởng Dương. Các anh đợi một lát, tôi xin phép. Chính quỹ, phóng viên của trạm phóng viên chiến khu lục quân xông vào nhất định đòi phỏng vấn. Làm thế nào? Cảnh cáo. Rời đi trong vòng 3 phút, chấp hành mệnh lệnh của chiến trường. Dân. Chính quyền của chúng tôi đã nói lữ đoàn 808 không tiếp bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Mời các anh về ngay, chúng tôi không đi. Phỏng vấn là nhiệm vụ của chúng tôi, không ai có quyền ngăn cản. Còn không nghe cảnh cáo, trên trường huấn luyện của lữ đoàn 808, tôi có quyền bắt giữ các anh. Chỉ dựa vào anh, một trung vệ cõng con. Chấp hành điều thứ 5 trong kỷ luật chiến trường, đối với người chưa được phép tự ý xông vào khu vực cấm quân sự, tiến hành bắt giữ. Dân, đưa đi. Đi. Đưa đi. Báo cáo chính quỹ, phóng viên đã bị bắt giữ. Điều tra rõ thân phận, dẫn về phòng tiếp đón, chờ giải quyết. Dân. Báo cáo tổng chỉ huy, sở chỉ huy Lam quân đã bị phá hủy. Tốt. Đã bắt được tù binh chưa? Vẫn chưa. Lam quân chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ bắt được 2 phóng viên đến từ Bắc Kinh. Cái gì? Phóng viên đến từ Bắc Kinh à? Bọn họ đến phỏng vấn anh đấy. Lai lịch cũng ghê thật. Hãy điều tra trước xem có phải giả danh không. Nếu là giả danh lập tức dẫn đến công an. Nếu là thật, nói cho họ biết buổi phỏng vấn đến đây kết thúc. Hãy viết nội dung là tại sao họ bị bắt là được. Chứ vậy có được không? Được. Chuyện hôm nay các anh phải giải thích cho rõ. Thực ra hạ lệnh bắt giữ các anh là tôi. Trong lữ đoàn đúng là có quy định như vậy. Hơn nữa các anh đến phỏng vấn, chúng tôi không nhận được thông báo trong quân đoàn. Lữ đoàn 808, trước đây chúng tôi cũng đã viết rất nhiều bài. Tại sao bây giờ đột nhiên lại từ chối phỏng vấn? Chúng tôi không cần bất cứ bài viết nào. Lữ đoàn 808 là một binh đoàn bộ đội lâu đời có truyền thống tốt đẹp, luôn nhận được sự chú ý của người trong và ngoài quân đội. Chúng tôi có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm tuyên truyền chiến tích của các anh đến với toàn quân, thông báo kết quả huấn luyện của các anh. Chúng tôi cảm ơn cũng rất hiểu, nhưng không cho phỏng vấn là không cho phỏng vấn. Không tiếp nhận bài viết là quyết định của đảng quỹ lữ đoàn chúng tôi. Cũng giống hôm nay các anh đã đến, chúng tôi chỉ có thể tiếp đón ở phòng tiếp khách. Lẽ nào thực sự không thể gặp được Lữ Trưởng Dương? Lữ Trưởng Dương đang tổ chức huấn luyện, hơn nữa lại sống trong trường huấn luyện. Không thể và cũng không đồng ý nhận lời phỏng vấn của các anh. Đúng là tài thật. Chúng tôi lần đầu tiên gặp phải các anh không hợp tác như vậy. Thực ra buổi phỏng vấn của các anh đã kết thúc rồi. Hiện trạng của chúng tôi các anh cũng nhìn thấy. Chúng tôi cũng đã bày tỏ rõ thái độ. Nếu không phải vì nể tình các anh là phóng viên tới từ Bắc Kinh, tôi sẽ không tiếp đãi các anh lâu như vậy. Thời gian rất quý giá với chúng tôi.
Chính quý Hà, các anh bắt giữ phóng viên bừa bãi. Tính chất câu chuyện này tôi không nói rõ, anh cũng biết. Không sai, Lữ Trường Dương cũng có ý đó. Muốn viết bài, điểm sáng tin tức lớn nhất đó là Lữ đoàn 808 trong quá trình huấn luyện đã bắt giam hai phóng viên. Ngại quá, tôi còn có chút chuyện, anh cứ từ từ dùng. Các anh xem đã được chưa? Được rồi, không sao. Dáng vẻ hiên ngang. Phó tham mưu trưởng Chữ, anh xem. Bắt nhầm hai phóng viên làm tù binh. Chính là bọn họ giết đấy. Phó tham mưu trưởng Chữ, tôi làm việc trước đây. Được. Bắt phóng viên là ai làm vậy? Còn ai nữa? Lữ trưởng 808 Dương Khả Tranh đã bắt ai? Chính là hai chúng tôi. Lần này đích thân chúng tôi được trải nghiệm. Anh ta bắt các anh làm gì? Anh ta dựa vào đâu bắt các anh? Sao chúng tôi biết? Không cho phỏng vấn, không cho quay hình, còn không cho viết bài. Lẽ nào anh không phát hiện trên truyền thông nửa năm nay không có tin tức của lữ đoàn 808 rồi sao? Đúng là có chuyện đó thật. Dương Khả Tranh này đang làm trò gì vậy? Làm trò gì à? Còn không phải thất bại rồi không còn mặt mũi gặp người khác sao? Phó tham mưu trưởng Chữ, nào, chúng ta bắt đầu thôi. Được được, tôi nhìn vào đâu? Đây đây đây. Đợi đã. Tốt, nào. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, các bạn bắt đầu phục dịch trong lữ đoàn xuân báo của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, các bạn chính là một quân dân. Là một quân dân bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật, nghe theo chỉ huy. Đây là 110 người hôm nay đến báo danh. Tập trung đào thải cũng không ít. Còn không phải sao? Ngày đầu tiên đã trả về 30 người, một tháng sau lại có 30 người bỏ về. 110 người huấn luyện tập trung kết thúc đạt tiêu chuẩn hôm nay đều đến hết. Vẫn còn 80 người đợi huấn luyện lại. Vậy ba người nữ bên kia đừng lãng phí. Tham gia huấn luyện tập trung có tất cả 10 cô gái, đạt tiêu chuẩn chỉ có 4 người. Có cô gái khiêu khích tôi đó không? Anh nói gã dai à? Thành tích cô ấy tốt nhất, không ngờ phải không? Khả năng quan sát của tôi không tệ chứ. Đây là điều tôi không ngờ tới. Nhìn cô xót xa kìa. Nghiêm. Đồng chí Lữ trưởng, đội ngũ tân binh tập hợp xong. Xin chỉ thị, có thể bắt đầu rồi. Dân. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu tên gì? Quốc Đắc. Sĩ binh Quốc Đắc, mời cậu trả lời. Sau khi nghe thấy khẩu lệnh nghiêm, động tác chính của cậu là gì? Sau khi nghe khẩu lệnh nghiêm, hai gốc chân áp sát vào nhau, hai bàn chân tách ra gốc 60 độ, hai chân đứng thẳng, bụng hơi thu lại, ưỡn ngực tự nhiên, hai vai xuôi tự nhiên, hai vai bằng nhau hơi hướng ra phía sau, đầu phải thẳng, cổ phải thẳng, miệng ngậm lại, hơi thu cầm, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nhớ lại câu cuối cùng. Lần thứ hai cao hơn lần thứ nhất 8 độ. Lần thứ ba cao hơn lần thứ hai 8 độ. Trả lời dân và thực hiện. Dân.
Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Không ngờ cậu lại gia nhập đội ngũ của tôi. Rất vui khi cậu có thể trở thành cấp dưới của tôi. Phải trả lời cảm ơn cấp trên. Tôi không quen bị ép buộc. Đây là quân đội. Kỷ luật chính là ép buộc. Cảm ơn sếp. Đây không phải trại cừu. Tôi muốn nghe thấy tiếng nói như sư tử gầm thét. Cảm ơn sếp. Sinh binh ngải dai. Có. Tóc của cô vi phạm quy định liên quan điều lệnh nội vụ. Sau khi giải tán, làm theo quy định. Dân. Ngải dai, tôi cắt thật đấy nhé. Cắt đi. Trinh sát viên đại đội tin tức lữ đoàn Xuân Báo Mộc Nghiên. Trinh sát viên đại đoàn tin tức lữ đoàn Xuân Báo Tử Yến. Ngải dai, sao cậu lại khóc? Tôi không khóc. Cắt đi. Được. Cắt. Mộc Miên. Lần đầu tiên tôi gặp lữ trưởng đó, anh ta thật lợi hại. Đúng vậy, tôi thấy lữ trưởng rất có sức hấp dẫn. Đúng không? Vậy thì, Ngải Giai à, cậu thấy anh ấy thế nào? Trước đây tôi từng tiếp xúc với anh ta. Con người anh ta thế nào? Rất mạnh mẽ. Trước mặt anh ta chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Vậy anh ta có phải rất không có tình người không? Vô cùng lạnh lùng. Bất cứ chuyện gì đều không có chỗ thương lượng. Sao tôi nghe nói hình như quân số nữ binh cậu đã đưa ra ý kiến. Sau đó lữ trưởng của chúng ta cậu đi tìm cấp trên đặc biệt phê chuẩn cho bốn người chúng ta đấy. Vì vậy chúng ta mới được mặc bộ quân phục này. Có phải không? Đúng vậy. Vậy sao? Chuyện này tôi còn không biết. Nào, tôi cắt tiếp cho cậu. Đợi một lát, còn một chút cuối cùng nữa. Xong rồi, hoàn thành tốt đẹp. Các cậu xem đi, thế nào? Cắt rồi. Tiểu Vũ, lại đây xem. Đẹp thật, nhìn rất có sức sống. Có phải không? Tay nghề của tôi mà. Nhanh nào. Được, được. Ngải dai, hay là sửa thêm một chút nữa. Không cần, nhìn rất có sức sống. Cảm ơn cậu. Khách sáo với tôi phải không? Ai đấy, cửa không đóng mời vào. Ngải dai, cậu cắt tóc thật sao? Cậu có chuyện gì không? Tôi đã nói là đừng đến đây.
Cậu cứ nhất định không nghe. Mái tóc dài như vậy, nói không còn là không còn nữa. Không còn thì sao? Đã vào quân đội thì phải ra dáng quân đội. Vừa quảng cáo vừa gội đầu, phải làm sao đây? Anh ta quyết định chọn cậu rồi. Ký hợp đồng 1 triệu đó. Nói bỏ là bỏ. Làm quân nhân đều do việc làm quân nhân này gây nên. Không phải tôi nói này Quắc Đắc, nếu cậu không muốn làm quân nhân thì đừng đến báo danh. Cậu báo danh rồi còn ở đây cằn nhằn, không phải tự cậu gây ra sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi là quân nhân là vì cô ấy. Nếu như vậy là tôi lôi cậu theo à? Tôi có lỗi với cậu sao? Không phải ngại dai, tôi không có ý đó. Tôi nói, các cậu xem, điều kiện cô ấy tốt như vậy, thêm 2 năm quay phim, vai chính số 1 thì nổi tiếng khắp mọi nơi rồi, có đúng không? Nhưng bây giờ tốt rồi, khoác bộ quân phục lên người, ít nhất 2 năm không nhận được phim. Thời gian 2 năm, nói không chừng ai lại nổi lên rồi. Cậu ấy cứ ở ngoài rìa tiếp tục lăn lộn. Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Đúng vậy, rốt cuộc cậu có chuyện gì không? Đây là ký túc xá nữ đấy. Có chuyện. Nhưng mà các cậu đã phân chia công việc chưa? Phân rồi. Chúng tôi được phân vào trung tâm tin tức tình báo, hình như làm trinh sát mạng tin tức gì đó. Hình như cậu được phân vào doanh trại cơ bộ, đúng không? Nếu là doanh trại cơ bộ thì tốt. Điểm danh cuối cùng bị chia vào quân đặc chủng. Cậu nói xem rốt cuộc tôi đắc tội ai chứ? Quân đặc chủng còn không tốt sao? Tôi nghe nói có mấy nam sinh không được phân vào quân đặc chủng, vừa đi tìm lãnh đạo gây ầm ĩ. Họ đúng là bị bệnh. Nữ trưởng Hàn Bằng đó chắc chắn là cố tình chơi tôi. Anh ta nhầm vào tôi. Sao có thể? Sao lại không thể? Tôi từng đắc tội với anh ta. Lúc đó ngại dài muốn vào quân đội, tôi từ chối trước mặt anh ta. Đúng rồi, chắc chắn là anh ta. Các cô không nhìn thấy, vừa rồi trên thao trường cố tình ngắm ngầm cho tôi một dao. Quắc Đắc, cô thực sự không muốn ở lại đây nữa thì nhanh chóng đi đi. Ngại dai, không phải tất cả tôi làm đều vì cậu sao? Ai cười cậu làm gì tôi chứ? Nhưng mà hai chúng ta có quan hệ gì? Tôi là bạn gái của cậu sao? Đừng có nháy mắt nháy mày với tôi. Hôm nay phải nói cho rõ ràng đi. Quan hệ gì chứ? Quan hệ của hai chúng ta có thể nói rõ ràng được sao, có phải không? Lần này nói cho rõ đi. Phát hiện ra phòng các cậu lớn hơn bên tôi. Ngại dai, nào nào, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Không có quan hệ gì hết. Hai chúng tôi tuy học cùng học viện nghệ thuật, nhưng hai chúng tôi không cùng một khoa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu ta cứ nói tôi là bạn gái cậu ta. Tôi muốn cắt đuôi cũng không cắt được. Bên này của các cậu vẫn còn phòng. Cậu đúng là đồ vô lại. Tôi vô lại chỗ nào? Tập hợp, nhanh lên. Đi. Chủ nhiệm, ngày nào chúng ta cũng phải chạy như vậy sao? Đúng vậy. Lúc không có nhiệm vụ tác chiến, chúng ta đều phải tiến hành huấn luyện thể lực khác nhau để chuẩn bị tham gia nhiệm vụ tác chiến bất cứ lúc nào. Nhưng mà không phải chúng ta làm tin tức tình báo sao? Nhưng tin tức tình báo của phân công khác nhau. Các cậu bây giờ vẫn chưa tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Bắt đầu từ thu phát báo. Cố lên. Chú ý khoảng cách. Được rồi. Bài tập thể lực đầu tiên, con gái có thể giảm một nửa, nhưng bắt đầu từ ngày mai phải dần dần tăng mức độ lên. Chú ý khoảng cách. Theo sát. Theo sát. Quắc Đắc, làm gì vậy? Nước này bẩn quá, sao có thể nhảy xuống? Mau xuống đi. Không được, nước bẩn quá, tôi không xuống. Xuống đi.
Đi. Ngái dai, con làm gì vậy? Đây không phải bài luyện tập của chúng ta. Ngái dai, sao cậu xuống đây? Cậu lên đi. Ngái dai, quắc đắc tới một nữ binh còn vượt qua cậu rồi. Bơi qua đi. Đây hình như không phải đích của cậu. Không được, tôi không chơi nữa. Tôi không chơi được nữa rồi. Gái dai, cậu làm gì vậy? Vui lắm, tôi còn chưa chơi hết một vòng. Cậu ra đây, lữ đoàn sơn báo còn nhiều thứ vui lắm. Quay về, làm gì vậy? Nhanh lên. Đi đi, quắc đắc, luyện tập cho tốt, nghe thấy không? Ngái dai, thật sự chơi vui như cậu nói không? Vui lắm, chơi vui vô cùng. Thế nào, tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ được bơi lội dưới hồ nước bẩn. Được rồi, cậu thấy quân chủng cái gì cũng mới mẻ, quân đặc chủng vô cùng đẹp trai. Chủ nhiệm Sang Sang, từ nay về sau, cô không còn là bông hoa duy nhất nữa rồi. Trung tâm tình báo tin tức các cô sắp trở nên đầy màu sắc. Đại đội trưởng Bành vẫn là đại đội đặc chủng, các anh thể lực tốt, chạy nhanh. Chúng tôi hít khói phía sau. Nói nhanh, vẫn là tin tức của các cô nhanh. Chúng tôi chân chạy nhanh không bị kịp. Các cô nhấp chuột trên mạng nhanh. Tôi thích nghe câu này. Các đồng chí đã nghe thấy chưa? Chúng ta có ưu thế của chúng ta, phải có lòng tin, theo kịp các anh em quân đặc chủng. Chị em cố lên. Cố lên. Cố lên. Có sao không? Không sao. Vào đi. Đại đội trưởng Hồng, cậu lính này không được. Không được thật sao? Thật đó, tôi không đùa đâu. Cậu ta là bộ đội đặc chủng, tuyệt đối không được. Là thể chất không được hay tố chất không được? Là ý thức. Cậu ta căn bản không phải đến làm quân nhân. Tôi không biết cậu ta vào đây suốt cuộc muốn làm gì. Sao có thể tuyển một người như vậy? Đại đội trưởng Hồng, anh đừng vội vàng. Cậu ta báo danh, đồng thời tham gia huấn luyện tập trung, hơn nữa biểu hiện vô cùng tích cực, chịu khó. Điểm sát hạch cũng không hề thấp, tố chất thân thể cũng không tồi. Chúng ta không thể giữ ấn tượng cá nhân không tốt để làm tiêu chuẩn chọn hay không? Anh nói xem. Nhưng cậu ta không làm lính đặc chủng được, để cậu ta làm gì khác đi. Lúc chọn người, lính đặc chủng được ưu tiên chọn trước mà. Cậu ta chắc cũng là do anh nhắm. Lúc đó không hiểu sao tôi như mù mắt. Lúc đó tôi thấy cậu ta rất khỏe khoắn. Nhưng ai biết nội tâm cậu ta vô cùng yếu đuối, lại không tự tin, không bằng một cô gái. Đừng một câu nói kết luận như vậy. Cậu ta xưng danh là đàn ông thực sự đấy. Trên võ đài kêu gào câu, tạo hình và cái trên ảnh thì gọi là đàn ông thực sự sao? Vậy thì Trung Quốc không còn đàn ông rồi. Thật đó, chính hủy, nhanh chóng điều chuyển cậu ta đi. Tôi sợ con sâu này làm rầu nồi canh. Lữ trưởng Hàng, cục tác chiến có thông báo xuống, mỗi tháng sau yêu cầu chúng ta cử binh lực một liên đoàn đi tham gia diễn tập, chủ yếu mô phỏng quân địch bên ngoài thâm nhập cho tấn công. Được không thành vấn đề? Vừa may đưa đám tân binh đi huấn luyện. Được. Tân binh huấn luyện ngày đầu tiên thế nào? Anh đừng lo, họ không tệ. Không ngờ mấy sinh viên đại học cũng cố gắng lắm. Không có ai là không hài lòng sao? Có một người quắc đắc phải không? Cậu ta đâu có phải đến làm lính, cậu ta đến cho qua ngày. Bộ dạng sống qua ngày cũng không có. Đại đội trưởng Hồng cho rằng cậu ta không phù hợp làm lính đặc chủng. Câu này nói ra cũng được tuyệt đối quá. Đến Hứa Tam Đa còn được làm lính đặc chủng, cậu ta sao không làm được? Hứa Tam Đa là hư cấu. Tôi cần một người thật sự. Hứa Tam Đa không hề từ bỏ bản thân. Tên này bất tài không làm được gì. Anh xem, tôi nói không được, anh nhất định muốn thử. Đại đội trưởng Hồng không vui rồi đó.
Tôi cho hai người biết, hai người có biết tại sao bây giờ xảy ra tình huống này không? Cậu Quắc Đắc này lúc đầu là một sinh viên đại học không muốn đi lính. Nhưng mà tôi không biết tại sao cậu ta lại đến ghi danh. Hơn nữa cậu thông qua đợt huấn luyện tập trung 2 tháng về thể chất, năng lực và trí lực không hề kém ai. Cậu ta được phân về lữ đoàn chúng ta dựa vào tiêu chuẩn sát hạch. Bây giờ coi như tôi làm rõ được rồi. Sở dĩ cậu ta nguyện đi lính là vì ngải giai. Cậu ta là bạn trai của ngải giai. Thậm chí nói, có thể nói cậu ta là người hâm mộ của ngải giai. Cậu ta luôn muốn theo đuổi ngải giai, cho nên mới tới lữ đoàn của chúng ta. Vì vậy mới tạo ra tình huống như vậy. Quá ra là như vậy, cậu ta là bạn trai à? Nhưng mà cậu ta vượt qua huấn luyện tập trung tân binh và sát hạch của lữ đoàn Sơn Báo, chính vì tán gái à? Anh đừng nói một cách tuyệt đối như vậy. Chuyện này người ta muốn vì tình yêu. Tôi nghĩ thế nào, tôi thấy một người đàn ông vì tình yêu có lẽ cũng đủ đuổi ra ngoài. Vì vậy tôi mới phân cậu ta về chỗ của anh, để anh rèn giũa cậu ta thật nghiêm khắc. Không ngờ chưa chịu được một trận rèn giũa nào. Tôi thấy Quắc Đắc không phải là không được, là vấn đề ý thức tư tưởng thôi. Đối với thế hệ sinh sau 1990 hoặc 2000, chúng ta vẫn cần phải nhẫn nại thêm một chút. Cứng nhắc không trị được người gan bướng đâu. Hay là như vậy, để cậu ta quay về doanh trại cơ bộ trước. Anh thấy sao? Tôi thấy rất tốt. Vậy được, vậy tôi nghe theo hai người, lập tức phương Quắc Đắc về doanh trại cơ bộ. Mệt chết đi được. Mấy ngày nay cảm giác bữa tối ăn không được no. Ngải giai, hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu mê đội quân đặc chủng này thật sao? Thật đẹp quá. Cậu nói xem, đại đội lính đặc chủng tại sao không có liên nữ binh, không có liên đoàn nữ binh, có đội nữ binh cũng được. Cậu vẫn muốn đi thật sao? Càng lúc càng muốn. Cậu đừng có nghĩ nữa, đó là chuyện không thể. Cậu xem nam binh họ luyện vất vả thế nào, ngày nào cũng đang lê bò trường ở trong dũng bùn, giác gỗ lê vách núi. Còn phải huấn luyện học sinh tồn hoài quan giả, ăn côn trùng, ăn thịt sống, một ngày không tróc dài lần da mới là chuyện lạ. Còn cậu, trời sinh đã xinh đẹp da dẻ nõn nà, qua đó một ngày không già đi 10 tuổi ấy. Tôi muốn hỏi cậu, cậu còn muốn phát triển trong giới nghệ thuật nữa hay không? Phát triển hay không là chuyện của sau này. Bây giờ tôi đã là một quân nhân, vậy tôi phải thật lẫy lừng. Chúng ta làm tin tức tình báo cũng rất quan trọng, dự trước rất xa đấy. Tiêu đề của chiến tranh hiện đại nằm ở tin tức quá. Lại đây, nhanh lên đi. Sao vậy? Tôi có một cách, không biết mọi người có đồng ý không? Nói đi. Bốn người chúng ta cùng nhau đi tìm lữ trưởng và chính ủy, yêu cầu họ điều chỉnh chúng ta đến đại đội quân đặc chủng. Bốn người chúng ta, cho dù không thành một đội, thì cũng trở thành một nhóm, nhóm nữ binh trong đại đội lính đặc chủng. Thế nào? Sao mọi người không nói gì vậy? Ngải giai, tôi thấy hay là như vậy. Việc làm lính đặc chủng, lãnh đạo có đồng ý hay không, đó là một chuyện. Lỡ như lãnh đạo đồng ý rồi thì sao? Nhưng mà chúng tôi cũng không thể kiên trì. Vì vậy cậu đừng có lôi mấy người chúng tôi vào cùng. Mộc Miên, Ngải Giai, chúng ta cũng đã được làm lính rồi. 2 năm nữa chúng ta cũng ra quân, cũng coi như đã mặc quân phục, đã được giác súng, có đúng không? Coi như tôi chưa nói gì. Đừng để ý cậu ấy.
Cậu ấy làm sao vậy? Chúng ta không ủng hộ cậu ấy giận rồi. Thôi bỏ đi, để cậu ấy bình tĩnh lại là được rồi. Quốc Đức, cậu về rồi à? Tôi chơi xong rồi, cậu vào chơi đi. Tôi về đây. Ngải Giai, Ngải Giai, cậu đợi tôi với. Cậu đợi tôi với, chậm thôi. Cậu đi đâu vậy? Có chuyện? Có chuyện gì giữa trưa nắng như vậy? Đi vào câu lạc bộ uống cà phê đi. Tôi mời. Tôi thật sự có việc. Vậy vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Chút chuyện giới vợ của cậu tôi không nghe đâu. Cậu nhất định phải nghe. Chuyện này liên quan tới bước ngoặt vận mệnh quan trọng của tôi. Cậu còn có vận mệnh, còn biết chuyển ngoặt sao? Tất nhiên rồi, trong cuộc đời tôi có đến mấy bước ngoặt vận mệnh quan trọng đấy. Thứ nhất, tôi đã thi đỗ vào học viện nghệ thuật, bước đi trên con đường biểu diễn, coi như là một lần. Có tính hay không? Được. Vì chuyện khác, cậu đã đạt được giải vàng trong cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường. Đây lại là một lần nữa. Nhưng mà tôi có được giải hay không liên quan gì tới bước ngoặt cuộc đời của cậu chứ?